Hello, xin chào cả nhà nha. Em là chim cảnh Thế Hào anh chị. Thì sáng em Hào có vô được mấy con chim nha anh em. Được một số dòng chim mới nên em Hào quay phim anh em mình ưng con nào gọi giùm em nha. Rồi. Đầu tiên nha anh chị, sáng em Hào có vô được một bé khú lở anh em. Con này thì hót giọng khá là hay. Hót sùm luôn. Đó. À, lông đuôi cũng đang ra gần xong rồi nè. Đó, cái nhà đứng gần qua cầm camera nó sợ, chứ còn mình đứng bình thường thì nó cũng khá là dạng nha anh chị. Đó, hot ok lắm, anh em nào chơi thì bắt nha. Em Hào để lại với giá là 1,5 triệu nha anh chị, khuôn bung nha, 1,5 triệu anh chị nha. Rồi tiếp luôn nha anh chị, đây còn đây con này à. Này là của bé Hào mới mua anh em, con cúc mồi của một người em ở Trân Thành Bình Phước chia lại với giá là 2,5 triệu anh em. Để hôm nay em Hào đi bẫy thử coi nó sao. Rồi vô nha anh chị. Anh em nào chơi khúc bạc thì bắt luôn nè, có con này to đẹp lắm. Con đó bán 2,3 triệu nha, hot ok rồi đó, ra giọng rồi. Rồi hôm nay em Hào có vô một con hồng tước truyền trống anh chị và ba con mái, hay hai con mái nữa ha. Thì nó vô sáng nó vô ba con trống luôn, hai con đỏ một con truyền. Ui rồi sập luôn. Đây nè anh em, đây là con truyền trống nha đó. Thì nó vô hai con đỏ với mấy con vàng với con truyền trống thì giờ tướng cũng dài đẹp lắm rồi thì em Hào anh em của vô bắt hết hai con đỏ rồi, giờ còn con truyền thôi. Thì hai con đỏ em Hào bán tới 550 một con, bây giờ cuối mùa anh chị kiếm hàng không ra luôn anh chị đó. Thì còn con nè, còn con truyền trống 550 anh em, còn con mái thì 300 anh chị ha. Cuối mùa giá nó hơi cao xíu, em thông cảm, giờ em kiếm không có hàng luôn, lấy giá nhiều khi muốn bận giá bán lẻ luôn rồi, anh em thông cảm ha. Rồi ok nha, anh em nào chơi chốt giùm em đó ha. Rồi tiếp luôn. Đây, chim thanh lon anh chị. Thì anh chị cô chú nào bữa giờ có dặn thanh lon á, tại vì hôm bữa em có lưu số hội lại rồi nhưng mà máy tính của em nó trục chặt á nên nó mất số rồi. Nên là anh chị cô chú mà có thấy video thì đừng có dặn nha. Gọi lại giùm em cái, hôm nay em Hào vô được 5 con thanh lon đẹp lắm. Nó lên màu xanh nước biển nè, màu xanh lá cây tùm lum luôn anh chị. Đẹp lắm, cả nhà ha. Anh chị cô chú có chơi ủng hộ nha, 500 ngàn một con nha, thanh lon nha. Đó, thanh lon nha anh chị, đây nữa nè. Thanh lon. Đó, 500 ngàn một bé nha. Đây em Hào đang cho ăn sâu rồng trộn với cắm gà. Thằng này nó cũng dễ ăn lắm anh chị. Rồi, tiếp luôn anh chị. Anh chị mình hỏi em thằng mi mất vàng thì liên hệ luôn. Đây là chống chuẩn chăm chăm, quýnh lập từ con nha. Quýnh lập từ con, chống chuẩn chăm chăm luôn. Nên em mua về không có chuyện ra máy nha. Tại vì đợt này em nhập của anh em mà họ đi bẫy chơi á, họ lựa chim trống ra, dính con trống họ mới bắt, con mái họ thả hết ha. Nên là mình yên tâm ha. Nhưng mà bán cái dòng này ra em Hào nói trước nha, để nhiều khi anh em nhận vô nè, anh em thấy chưa? Đó, nè, thấy không? Lộn nè. Đâu dưới đây nữa nè. Lộn đó đó đó, sao. Nè, thì cái dòng này là cái tập tính nó là như vậy rồi. Để nhiều khi gửi chim đến em nó ui sao gửi cho anh con lộn ha. Thì nó đã lại đây nữa. 10 con thì hết 9 con lộn rồi anh chị. Nhưng mà dòng này hot hay ha, tại vì nó là như vậy rồi. Nó mới nè, thấy không nó nữa. Mới bắt về rừng về là nó đã lộn rồi anh chị nha. Rồi nữa thì anh em có chơi thì liên hệ em 200 ngàn con nha, chống chuẩn chăm chăm luôn. Giọng hot cực kỳ hay luôn anh chị. Mau dạng, mau chơi, mau hot lắm. Nên anh em mua về anh em làm gì làm. Hôm bữa em vô 10 con mà em bán sạch cái rằng hết luôn nên mới có hàng lại nè. Rồi anh chị nào bắt ủng hộ em Hào cái thằng đó nha. Rồi tiếp luôn nha anh chị. Đây chè đất truyền đây anh chị. Hôm nay em Hào vô quý một cây luôn anh chị thấy chưa? 20 con. Có đất bổi nè. Đất mép nè. Đất truyền nè, cả nhà ha. Thì đất truyền hôm nay em Hào sổ giá luôn đi. Nay vô nhiều em Hào bán 200 ngàn con thôi, em mua lựa thoải mái luôn ha. Còn đất bổi á, em Hào để 120 con thôi, đất bổi đất mép 120 con, chặt đuôi đã ghê. Này nó bung cánh nè. Đó cả nhà, em cột rồi mà nó bung cánh thiết là sao kỳ, không hiểu nó đang con này bung cánh nè. Anh chị mua về mà thấy em cột cọng thung như thế này thì anh chị cắt ra luôn giùm em ha. Tại biết sao không? Ở đây khách hàng họ ra vô nhiều quá, nhiều con chim nó nhảy riết là mặt nó chày ha. Thì em Hào cột lại để cho con chim nó không có bị chày mặt, thứ hai không bị trật lỗi, thứ ba nó chân cẳng nó không hoàn thiện, lông lá nó đẹp mà về đến tay anh em chùm lòng và anh em dưỡng ha. Đó con coi nè. Đó. 200 ngàn con chèn thôi anh chị qua hút hết giùm em nha. Rồi, bé Hào có vô thêm mấy con thang của hàng chèn Đắk Lắk luôn. Anh chị đó, đang đổ lông nè, con này đuôi xè lắm đó, đó. Thì hiện tại giờ còn có 4-5 con gì đó,
Đó, anh em qua bắt luôn này, bán 400 ngàn con thôi. Bự dài luôn nè. Giờ về anh em vô cắm anh em chơi 400 ngàn con thôi. Bữa sau là nó mà vô chim mới lại bán 500 nha anh chị, tại vì dùng này nhập cao lắm. Đó, được mấy hàng chèn là 400 ngàn con, anh em qua bắt thôi máy luôn, lựa nào lựa nha. Rồi, thanh tước luôn, thanh tước Việt Nam em còn hai bé, 350 con bé. À, anh chị nào chơi gọi em 350 nha. Rồi, còn con gì em hào quay con đó này, nói chung mà chim nó không có vô nhiều anh chị, ngày mai mai mới vô nhiều ha. Rồi chè than 200 luôn. Dạ vô. Than 200 à. Ơi tránh anh ra. Tí nữa té rồi. Chè than 200 ngàn, tránh ra. Chè than 200 ngàn nha anh em. Đó. Bé hào mới vô 20 con luôn, anh em qua lựa thoải mái luôn ha. Bộ to to bự không à. Đó, 200 ngàn một con nha anh chị. Chốt sổ em nha. Còn chè lửa thì hết rồi. Hết chè lửa đâu. Rồi ở đây luôn. À, em Hào có vô được thêm mấy con ống bích vàng anh chị, ống bích vàng nè, xanh xanh đỏ đỏ, con này màu xanh đẹp lắm. Anh em nào mà chưa có sở hữu thì muốn nuôi AV thì bắt con này về nuôi nha. À, ống bích xanh nha anh em, con nào mà con nó hơi gụng gụng lông đầu nè, bán cho anh em 150 nha. Còn con nào mướt mướt á, trống nha anh em, trống màu xanh á, con máy nó màu xám nha. À, con nào mướt mướt á thì em bán 200 nha anh chị, ăn chuối nha. Vậy anh em tập cắm hạt như hút mặt luôn. Rồi đó là ống bích xanh lá cây, con này là ống bích xanh nước biển, ống bích ngược lửa đây. Nhưng mà con này con chuyền nha anh chị. Đó, chuyền chỗ đốm đốm là thấy không? Đó, nó hơi xanh xanh nha. Rồi. Cũng đang ăn chuối nha, em bán 2,5 nha, 2,5. Còn ống bích đỏ đây. Ống bích đỏ da beo đây anh chị. À, beo lỡ nha. À, beo lỡ thì 200 con ha. Tại vì gần cuối mùa rồi nên là chim nó không có mà chỗ ít được anh chị. Đa số chỗ nhiều không à. 70-80% ha. Rồi, xanh tím chuyền luôn em. Xanh tím chuyền luôn đó. Anh em nào chơi bóc giùm bé Hào luôn, 200 một con, xanh tím bổi đây, 200 một con ha. Đó, xanh tím bởi đây 200 ngàn một bé. Dòng này nuôi để bạn ngon lắm ha. Rồi tiếp luôn nha anh em. Ủa mấy chè lửa con anh em qua không? Đâu? Ờ đây, 4 con lửa con anh em. 4 lửa con bên đây nữa ha. Đây em hậu vô lửa con nè anh chị. À, lửa con nha, lửa con chứ không phải lửa chuyền lên đâu nha anh em, lửa con đó. Đó. Anh em nào chơi liên hệ nha. Trống 500 ngàn một con, máy 300 ngàn một con, được có vài vài bé thôi. Đó, lửa con nha anh chị, đẹp không? Đó, cả nhà nha. Đó. Lửa con nha anh em, chốt sổ em nha. Rồi. Hút mặt nha anh chị, hút mặt ủng hộ nè, trời ơi, đây. Đủ nguyên cắm hạt anh em, đẹp không, màu sắc lung linh lắm. Con này là chưa chỗ hết nha, 200 con ha. À, hút mặt Đà Lạt thì em còn chim loại 400 thôi nè. Tí ô nè anh em, tí ô chuyền nè, chốt liền luôn. Tí ô chuyền 4 xị một con, lông lá mức cực nha. Đó, 4 xị một bé nha anh chị. Tí ô chuyền 7 màu luôn, 7 màu chuyền thì 200. À, sát pháo chuyền 200 luôn nè, 2,5 anh em. À, quá trời luôn nè. Chim hồng mít em còn một bé nè anh em, là chơi hồng mít bắt luôn. À, chim hồng mít ăn sâu nha, nó ăn sâu nha anh chị, chứ không phải nó ăn cắm hạt ống bật đâu nha. Rồi sát pháo chuyền nè anh em, 250 nè anh em nào chơi gọi giùm em Hào nha, 250 đó, sát pháo chuyền nè. Đó. Đó rồi 7 màu chuyền luôn, 7 màu chuyền 200 thôi. Đó ở nhà ha. Rồi đây em còn lô má trắng nè, cái lô này tỷ lệ trống rất là cao nha anh chị. Đó nha, tỷ lệ trống rất là cao. Thì cái lô này á, anh em bắt từ một con thì bán 170 ha, anh em bắt 10 con đi về há AOV được chân, hàng đẹp nha. Tôi do nó nhảy lông lá nó hơi xấu xíu nên em xả luôn đi, bán 130 con thôi, 130 nha, 10 con bán 130 cho anh em thì xả AOV nha. Rồi ok nha. Vô Phụng ơi, ui có con má trắng nó ngủ rồi, em dục đi, sáng chỉ rồi mà. Đó, bán luôn cho nó rồi đi, để rộng biết là bán lỗ luôn đó anh chị. Mình nhập không là từ 180 đến 200 một con đó. Con nào xấu lông hay nãy kia là em đẩy ra đó em bán giá lỗ luôn. Đó cả nhà nha. Đây Đà Lạt chuyền. Con này nó đang hai lông nè, bán 2,5 thôi. Đó nha ha. Con này đổ nguyên nè, 200 ha. Rồi sóc. Sóc đắt em còn hai con sóc đắt dễ thương lắm anh em. Cứ dễ dễ nhau ăn chuối nè. Đó, 200 ngàn một con nha anh chị, 200 ngàn một con ha. Rồi, nhồng chân vàng mỏ vàng luôn. Đó. Nè,
1,7 triệu một con, nhồng con nha anh em, nhồng con lên nè anh chị. Đó, nhiều anh nói tưởng nhồng chèn, thời điểm này nhồng chèn thì có 1,2 triệu con à. Nhưng mà nhồng con à. Đó, đó, dàn khe luôn em nha. Rồi, tiếp nè anh chị, quẹt, thanh lý quẹt luôn. Còn có mấy bé quẹt nè, lỗi móng, lỗi móng chân đồ nè. Hư mắt, có con bị đục mắt với con lỗi móng chân, chân nó hư sưng sưng không? Bán 100.000 thôi. Rồi, ngũ sắc luôn em. Ngũ sắc 250 một con nha, anh em nào chơi gọi em ha. Rồi, quần quạch vàng 50. Đó. À, đây còn mấy cặp yếu phụng 250 nha. Rồi, bạc má Nhật luôn, 550 một cặp nha anh chị. Rồi, sáu nâu luôn. Sáu nâu thì 170 anh em, 170 sáu nâu con nha. Hôm nay bự rồi nè, muốn mổ rồi nè. Rồi, thay nước cái này luôn rồi Phụng ơi. Sáu đen luôn em, sáu đen 250 nha anh chị. Sáu đen 250 giùm em nha. Rồi. Rồi ok nha. Hôm nay em Hào không có livestream chào màu nha anh chị, không có livestream chào màu ha. Đây cua bé đấu còn ba con, hai con. Anh em nào chơi bắt luôn. Cua bé đấu nha. Đó, bự quá luôn. Đó. Thằng này là bao trống nha anh chị. Đó, còn thằng này là cua mái. Cua mái nè. Cua mái 200 nha. Cua trống thì bao trống thì 300. Trống á em lựa lại bảy đấu người ta đưa vô một lần rồi. Em lựa lại thêm một lần nữa. Rồi, ok nha. Ôi tắm quá, giờ tắm rồi coi nó tắm dễ thương ghê không anh chị. Bảy màu chuyền nó tắm hay ghét không? Anh em mua bảy màu chuyền yên lợi hại nha, chuyền trống anh em. 200.000 một bé nha. Đây tắm nữa nè, đổ nước vô tắm khí thế luôn. Nó không biết xanh nữa nè. Rồi, em Hào tắt video tại đây nha. Rồi, chào cả nhà ha.